Dạ em Cảnh xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh. Hiện tại thì em Cảnh đang bắt đầu cuộc hành trình mới đi ra Tây Bắc để mà khám phá trải nghiệm. Thì em đang trên tuyến đường quốc lộ 14. Thì ở cái đoạn này thì ngay cái khu vực có một cái miếu rất là to luôn. Và em rất là tò mò luôn vì từ trước tới nay mỗi lần em đi xuyên Việt đi ngang đây đều thấy ngôi miếu mỗi ngày được xây cất lớn hơn, rộng hơn. Và đặc biệt là ở ngay cạnh hai góc của ngôi miếu này là có hai ngôi nhà hoang. Một ngôi nhà hoang thì kiểu như là xây mà vẫn còn gạch đỏ. Còn một ngôi nhà hoang á, thì có lẽ như đó là một cái quán cà phê trước kia hay sao đấy. Thì em chưa có vào trải nghiệm bao giờ hết. Nhưng mà hôm nay thì ngôi miếu lại tiếp tục được trùng tu và lớn hơn. Sẵn dịp em đi ngang đây, em quay video cho cả nhà mình thấy cận cảnh khu miếu này, cũng như là em sẵn em ghé thắp nhang luôn nha cả nhà. Dạ đây là toàn cảnh khu miếu mà em vừa thắp nhang xong nha cả nhà. Thì cả nhà cũng đã thấy ngôi miếu được làm khá là rộng luôn và rất là trang nghiêm, được người ta cúng nhang khói rất là nhiều luôn. Hồi trước đây thì cái ngôi miếu này chỉ nhỏ như thế này thôi nè. Em đi qua đi lại tuyến đường này cũng nhiều vì em đi xuyên Việt mà, cho nên tuyến đường quốc lộ 14 này là em đi hầu như là muốn mòn luôn rồi. Một năm em đi mấy chuyến như vậy á, có khi em ra tới Tây Bắc, có khi em ra tới miền Trung, em quỳnh về thì hầu như là đi ra đi vào thì đều đi ngang cái tuyến đường quốc lộ 14 và đi ngang đây. Ở đây thì nó gần đất mai gì đó cả nhà. Đó thì cả nhà cũng thấy nè, được làm và trồng cây lên xung quanh rất là mát luôn. Có cả tượng này là chắc là đá thạch anh quá. Đúng rồi, được làm bằng thạch anh luôn nè cả nhà. Đây là tượng Kỳ Lân thạch anh, được hai tượng luôn. Kỳ Anh lông thạch anh này á, đá thạch anh này á là thì trời nắng cả nào nắng vẫn mát nha cả nhà, và nó rất là tốn kém luôn. Hai tượng đó thì rất là nhiều tiền luôn á. Thì để mà có cái ngôi miếu to bự mà hoành tráng như thế này thì em nghĩ á, chắc là có một cái vị nào đó gặp hiện tượng tâm linh ở nơi đây và có một cái câu chuyện gì đó khiến cho cái người đại gia đã bỏ tiền ra xây rộng hơn cho ngôi miếu này, chứ ngôi miếu này rất là nhỏ. Bây giờ này thì bà con đi làm cà phê đồ á, đi rẫy về, bà con đi rẫy về. Cả ngày hôm nay trời mưa á cả nhà, em đi trong mưa luôn. Nước giờ đang ngập nè. Còn đây là quốc lộ 14. Đó, cái chỗ xe cà phê, xe của bà con đi á, đi lên tí đó là có một cái quán cà phê bỏ hoang. Còn ở bên đây á, thì có một cái ngôi nhà bỏ hoang. Trong ngôi nhà đó là em thấy còn thờ cúng đồ luôn, nhưng mà em chưa có đến rằng để xem. Còn cái tuyến đường này á, có lẽ là hồi xưa là cái tuyến đường này là cái tuyến đường quốc lộ 14 nè. Tuyến đường này nè, là tuyến đường quốc lộ 14. Nhưng mà bây giờ thì không có đi đường trong này nữa, mà người ta đi đường ngoài hết rồi. Đó, bây giờ người ta đi đường đó, người ta đi đường ngoài, người ta đi lên vòng qua, chứ người ta không đi đường này nữa. Và con đường này chỉ còn người dân đi rẫy thôi, đi rẫy người ta đi đường này thôi chứ người ta không đi nữa. Cái đường này cũng bọc lên và đi lên ra ngoài ngay tuyến đường ngoài đó đó cả nhà. Ra ngoài đó đó, nhưng mà bây giờ không dùng nữa. Ở gần đó có cái ngôi nhà. Ngôi nhà đó thì em chưa có vào bao giờ. Ở trong đây cũng có cái ngôi nhà nữa. Ngôi nhà này thì giống như một cái quán cà phê.
Bây giờ muốn biết như thế nào thì chắc em sẽ chạy xe lên, chạy xe lên gần gần trên đó để em vào cái ngôi nhà đó, em quay hình cho cả nhà mình xem nha. Rồi em sẽ tiếp tục hành trình của mình. Tối nay thì em chưa biết em sẽ đến đâu nữa, hiện tại thì bây giờ cũng cũng trễ cả nhà. Bây giờ thì để em xem có mấy giờ rồi. Bây giờ là đang là 4:21, 4:21. 4:21 rồi. Thời tiết thì khá là xấu luôn. Có đoạn mưa, có đoạn hông, có đoạn mưa, có đoạn hông. Và em sẽ tranh thủ đi để mà ra ngoài Tây Bắc trải nghiệm rồi nữa. Bây giờ em sẽ chạy xe lại gần ngay khu vực đó để mà vào khám phá ngôi nhà đó trước nha cả nhà. Xong rồi sau đó thì em sẽ đến cái ngôi nhà ở trên đây. Rồi mời cả nhà hãy cùng theo chân em nha. Cái miếu hồi nãy ở dưới á cả nhà. Cái miếu hồi nãy ở dưới á. Em chạy xe lên rồi, em chạy xe lên trên đây rồi. Rồi bây giờ thì em đang đứng ở trước cái ngôi nhà này luôn. Nhưng mà có điều là bây giờ cỏ cả nhà, mưa này á, cỏ nó lên nhiều lắm. Cho nên là hiện tại không có cái lối vào luôn. Mưa này rất là sợ những cái bé na mà lang thang á. Còn ở đây dân người ta trồng cà phê rất là nhiều. Đây hầu như cà phê với lại tiêu nha cả nhà. Ở đây người ta trồng cà phê với lại tiêu. Còn cái lối lên thì để em xem coi có cái đường nào lên không. Ở đây thì đi vào rẫy người ta rồi. Đây thì như là vào rẫy rồi. Vào rẫy rồi, không có lên được. Không lên nhà này được. Còn ở đây thì cỏ hơi nhiều nha các nhà. Cỏ nó hơi nhiều, nó bao hết luôn. Đứng từ vị trí phía ngoài nhìn vào thì cả nhà cũng có thể thấy là còn bàn thờ nè các nhà. Còn bàn thờ và trên bàn thờ cũng có rất là nhiều đồ cúng luôn. Từ đây đi vào trong nhà là khoảng tầm 20 mét. Nhưng cái vấn đề bây giờ là em đang tìm đường xem có cái lối nào để vào hay không nè. Vì cỏ như thế này là sợ bé na ẩn giạc ở bên dưới lắm. Mà ngôi nhà này thì chắc lẽ là không có nhiều thứ để mà cho chúng ta khám phá. Vì ngôi nhà này là nhìn thấy là nó trơ khung quá. Chỉ có duy nhất mỗi cái bàn thờ đó là còn tồn tại là thôi. Ở ngay cái máy thì có cụm dây gì kìa. Còn nếu mà đi hướng này đó, từ cái miếu là ở đây, cái miếu ngay vị trí này đi lên thì ở chỗ đó là cái quán cà phê bỏ hoang. Thì không biết giờ còn bỏ hoang không, chứ em đi mấy lần em thấy là có cái quán cà phê bỏ hoang. Đấy cả nhà thấy không. Thì bây giờ em sẽ đi qua bên cái quán cà phê đó, vì cái quán cà phê đó nó dễ vào hơn. Còn cái ngôi nhà này thì em chịu rồi, toàn là cỏ không à. Rồi với lại cũng gần 5 giờ chiều rồi, em còn tranh thủ đi nữa, coi thử từ đây tới tối em biết em tới được con tâm hay không nữa. Thì trên đường đi từ đây đến tối em sẽ kiếm chỗ em trải nghiệm cho cả nhà mình cùng xem. Còn bây giờ trước mắt thì em sẽ qua bên quán cà phê đó, vào trong quán cà phê để trải nghiệm. Mời cả nhà hãy cùng đi theo chân em nha. Em đã tới được ngôi nhà cả nhà ơi. Đó cả nhà thấy không, cái không gian ở ngoài đây á, giống như là cái quán cà phê giỏng vậy đó, rất là giống quán cà phê giỏng luôn. Nhưng mà hiện tại thì bỏ hoang rồi, không có thấy chủ ở đâu hết, mà rất là hoang tàn sập sệ luôn. Đây này, cái những cái khung này là những cái khung của quán cà phê giỏng này. Những cái khung này là có lẽ trước kia là người ta mở quán cà phê giỏng á, người ta buôn bán ở đây. Nhưng mà cái quán này á, thì nó nằm cạnh với lại ngôi miếu luôn, nằm cạnh với lại cái miếu luôn. Uầy, trước có cái miếng dán ở đây mà giờ cái miếng dán này nó rợ, nó dở ra luôn cả nhà. Có miếng vải gì đỏ đỏ nhìn ớn quá nè. Miếng dán này là miếng dán dách nè, mà sao mà ngã ra ngoài luôn. Có rất nhiều nhang đèn nha cả nhà, có bàn thờ nữa nè cả nhà, có bàn thờ nè. Bàn thờ này ba bát hương luôn cả nhà ơi, ba bát hương nha, có ba cái bát hương luôn, có cái chai nước, có tàn thuốc, có cả chiếu nữa.
Ui rồi. Có chiếu nữa, chắc có lẽ là ai đó đã vào để ở nha cả nhà. Quá trời ngang luôn cả nhà. Ở đây thì có một cái bát hương nữa. Cái bát hương này thì chắc có lẽ là của nhà bếp. Bát hương này chắc ông Táo. Đây nhà vệ sinh nè. Khá là dơ nha cả nhà. Khá là dơ luôn. Con này phía sau, ôi dồi, cái giếng, ngay chỗ cái giếng này cũng có người ta cắm nhang nữa nè cả nhà. Nè, có người cắm nhang ngay giếng nè. Thì cả nhà cũng có thể thấy là cái ngôi nhà này rất là rộng luôn. Không phải là ngôi nhà nữa mà là quán cà phê luôn á. Là nơi kinh doanh quán cà phê của người ta luôn á. Nhưng mà bỏ hoang để không luôn. Nhưng mà rất là nhiều bát hương rồi nhang này kia rồi nữa. Vào đây cũng thấy là lạnh á. Còn cái việc có tâm linh hay không thì mình không biết tiểu sử của ngôi nhà, cho nên là mình không dám tùy tiện đưa ra. Ui dồi ôi, cái này hình như là nhà của người dân tộc cả nhà ơi. Nhà của người dân tộc. Cả nhà biết tại sao mình nói nhà của người dân tộc không? Tại có cái này nè, để chắn ngay cửa. Đây này. Cái này nè. Có cái cây. Có cái cây được cột, hai cái cây kẹp lại và cột và để ngay trên đầu cửa. Cả nhà thấy không? Đây. Đó. Để ngay cái đầu cửa như thế này nè. Có lẽ như là một cái kiểu trừ tà ma. Cái kiểu trừ tà ma của người dân tộc thiểu số. Thì có lẽ như là hồi trước kia ở nơi đây á, người ta đã gặp những cái sự việc gì đó, hoặc là người ta buôn bán không được, người ta nhờ thầy bà của bên dân tộc của người ta xem và biết được là nhà này ở cạnh cái miếu. Cái miếu thì đằng kia kìa, đó đi qua bên kia nữa là cái miếu, thì sát bên luôn. Thì ngay cái đoạn này thì cũng khá là thưa thớt, ít nhà dân đồ. Cho nên có lẽ vì lý do đó mà quán buôn bán ới ẩm, và nhờ thầy thì chắc lẽ là thầy xem ra được cái gì đó, cho nên là đã làm một cái phép gì đó để chấn yểm lại. Ui dồi ôi, ông hên quá, nãy không đi qua cọng dây này toàn ông không. Em nãy em đi lên trên dây đó là toàn em rồi cả nhà mình nè. Nãy em mà đi lên trên đó là toàn rồi. Hiện tại thì thời tiết mây âm u lắm cả nhà ơi. Em thì tranh thủ gấp rút đi từ Nam ra Bắc gặp cái gì em quay cái đó cho cả nhà mình xem. Chắc có lẽ là có người vẫn hay ghé vào đây, những cái người mà lỡ đường ấy cả nhà, như đi phượt đồ đó mà họ mắc mưa á. Thì thứ nhất ở đây nhà này có cái máy ton, máy hiên như thế này nè, vẫn còn tốt. Có thể ghé đây để chú mưa đâu. Có thể ghé chú mưa đâu. Vì em thấy có những cái dòng chữ ở trên tường ấy, ghi là nhà này để cho chú mưa đừng có tiểu tiện, đại tiện đồ. Ủa, mưa à ta? Chứ có lẽ là bắt đầu có hạt mưa rồi cả nhà ơi. Em thấy là người ta đang đi và mặc áo mưa rồi. Em đang đứng ngay đây rồi. Chắc là em xin bằng phép dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong các video sau nha. Để em tiếp tục hành trình của mình. Chứ không thôi là hồi mưa lớn nữa em lại khó di chuyển. Rồi em xin chào cả nhà nha.